Khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 12, một đám cháy xảy ra ở kho phế liệu cạnh quốc lộ 14B, đoạn qua thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Cho đến 20 giờ 30 phút, nhiều xe chữa cháy và xe tiếp nước của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an thành phố Đà Nẵng vẫn khống chế đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang nhà dân trong khu vực và trường mầm non gần đó. Kho chứa phế liệu đang cháy có diện tích rộng, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét, bao phủ một vùng rộng lớn. Trong gần 3 giờ cháy, có nhiều đợt mưa lớn nhưng đám cháy vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Lực lượng công an xã Hòa Khương và công an huyện Hòa Vang tổ chức ngăn quốc lộ 14B, đoạn ngã tư Hòa Khương và ngã tư 16 Hương Lam để lực lượng chữa cháy tổ chức dập lửa. Có mặt tại hiện trường, ông Tô Văn Hùng, bí thư huyện ủy Hòa Vang cho biết, do đám cháy quá lớn, diện tích nhà kho quá rộng nên các xe chữa cháy bình thường không thể dập tắt nổi. Vì vậy, huyện Hòa Vang đã đề nghị cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Đà Nẵng chi viện thêm xe vòi rồng để ngăn đám cháy lan ra chung quanh. Do đám cháy quá lớn, giao thông trên tuyến quốc lộ 14B bị ách tắc từ ngã tư Hương Lam đến ngã tư Hòa Khương. Đây là một trong những vựa phế liệu lớn ở huyện Hòa Vang, trong đó có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bao bì.